gọi là đội tuyển trẻ Thái Lan, nhưng thực tế xét về độ tuổi trung bình này là 20,8. Trong khi đó thì độ tuổi trung bình của đội nữ Thái Lan là 22,3. Từng được gọi vào đội tuyển Thái Lan thi đấu hoặc là trụ cột của các đội bóng mạnh. Những pha đập bóng rất gọn ở pha xử lý của Wanida Bertrand. Người hâm mộ chắc chắn cũng mong rằng là sau trận đấu này thì các cầu thủ sẽ rút ra những bài học để bước vào những trận đấu tiếp theo. Tài chính là trọng tài quốc tế Đào Xuân Anh, và trọng tài thứ hai là trọng tài quốc tế Nguyễn Quốc Huy. Và trọng tài và tấn công rất hay, Thái Lan luôn được đánh giá cao. Pha xử lý từ bước 2 của Soraya Phongla. Tipong sẽ quyết định trao cơ hội cho Soraya Phongla hay ở những pha tấn công từ sau vạch 3m. Vẫn còn thực sự rất xuất sắc ở hàng sau. Chúng ta cần phải dành lời khen ngợi cho những cầu thủ trẻ của Thái Lan. Và trong Aya, Komunthala đã thi đấu rất hay với những pha di chuyển ra biên đánh bóng. Cũng ở vị trí giữa lưới. Được, 25-13, một chiến thắng nữ trẻ Thái Lan trước đội Australia, khi mà các cầu thủ trẻ của đội Thái Lan Jutarat. Còn ở trận đấu này thì đó là Sininat. Và đập rất cắm. Cầu thủ sinh năm 1993. Về vị trí trên sân của đội Thái Lan. Tỷ số 7-9. Không tốt của số 19 bên phía đội nữ trẻ Thái Lan kể từ đầu trận. Nhưng bù lại thì cầu thủ này lại có khả năng ghi điểm rất tốt từ bước 2. Cái hàng chắn của đội Australia tổ chức không tốt. Bóng của đội Thái Lan đã không thể thành công khi mà đường truyền của Soraya dành cho đồng đội là quá sát lưới. Ở góc đánh đó chỉ có những người thuận tay trái thì rất có thể bóng đã chạm vào cột giới hạn. Sininat ghi 2 điểm liên ra thì đội tuyển Australia cũng có một sự thay đổi khác. Đó là số tỷ số đang là 9-1. Sự rộn ràng đến ngay cả những vị trí dự bị. Và xử lý rất hay của Soraya Phongla. Đã có 3 điểm từ những nỗ lực cứu bóng tuyệt vời của cả hai đội. Một pha đánh bóng qua lại rất hay. Giành được chiếc vô địch ở VTV Cup 2006. Một năm trước đó thì VTV Cup 2005 đã Kaori, Inoue Kaori, phụ công của câu lạc bộ Denso Arabis, đội bóng giành chức phải giành chiến thắng mà còn phải thắng càng đậm càng tốt trước đội trẻ Thái Lan. Thank you.
5-4. Trong hiệp 2 này có thể thấy là vừa vào sân. Rất uy lực và kết thúc của Zutarat là Lưu Hàng Trang số 15 với chiều cao 1m88. Một bóng rất mạnh. Đó là pha tấn công của Zutarat. Chiến thắng trước Trung Việt Nam Trung Quốc 3-1. Trận đấu kế tiếp là các cầu thủ Công an Dân chủ Nhân dân Triều Tiên giành chiến thắng trước đội Việt Nam Trung Quốc cũng với tỷ số 3-1. Các cầu thủ Kazakhstan và Australia trong trận đấu đầu tiên của ngày thi đấu hôm nay. Cầu thủ mang áo số 19. Rất tốt, tưởng như đó là một tình huống là Achirapon vẫn đưa ra được một pha đánh điều chỉnh rất hay. Và quyền phát bóng về cho trẻ Thái Lan. 12-15. Những trận đấu được cọ sát quốc tế như thế này, còn nếu như đạt được thành tích thì càng tốt. Người chuyền bóng là Kanika. Rất nhiều cơ hội để cho các cầu thủ Triều Tiên kết thúc trận đấu. Ra nghỉ. Phát bóng rất khó chịu. Lip của đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bị bất ngờ. Không được phép mắc những lỗi phát bóng hỏng. Đó là tình huống di chuyển chiến thuật để đánh bóng.